rất tóm tắt theo yêu cầu là phải nén thông tin lại bởi vì chúng ta cũng đã bị quá mất 45 phút. Bài phát biểu của tôi khác với lại 4 bài trình bày trước ở chỗ là tôi đứng ở góc độ của hiệp hội các trường đại học và cao đẳng, cho nên tôi sẽ phát biểu về giáo dục mở. Tuy cái tiêu đề là cơ sở lý luận cho giáo dục mở nghe có vẻ hơi trừu tượng, toàn bộ bài có ở trong tài liệu các đồng chí có thể đọc thêm, nhưng nội dung chính là tôi muốn đứng về phía quyền lợi của đại bộ phận những người đến dự hội nghị hôm nay và quyền lợi của tất cả những người là thành viên của hiệp hội đại học, tức là học sinh và sinh viên, sau đó mới đến là giáo viên của các trường đại học, chứ không đứng về phía quyền lợi hoặc là đứng về phía gọi lợi ích của nhà xuất bản, của các hiệp hội khác. Một điều thứ hai, xin thưa với các đồng chí là cái giáo dục mở khái niệm có thể ở Việt Nam đâu đó có từ lâu, nhưng mà xuất từ nghị quyết 29 năm 2013 có nhấn mạnh một điều là phải đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng mở, nhưng 5 năm sau cũng chưa có nhiều người hiểu hết thế nào là giáo dục mở. Và năm 2018 hiệp hội đã lần đầu tiên tổ chức một hội nghị toàn quốc về giáo dục mở mới sới lên một số vấn đề, và đến hội nghị hôm nay thì có xem sự đóng góp thêm của các hiệp hội khác để chúng ta là nhìn thấy được một số góc độ về mặt công nghệ, về mặt xuất bản. Nhưng xin thưa các đồng chí là tôi nhắc lại một câu năm ngoái chúng tôi đã có, và nếu các đồng chí cần đọc ở trong cái tài liệu về xu thế toàn cầu đầu thế kỷ 21 về giáo dục mở, có nói rõ là trong thế giới, trên thế giới có hai ngành kiếm được nhiều tiền nhất, một là sản xuất và mua bán thư viện, hai là xuất bản phẩm. Điều này là đã được khẳng định ở tại châu Âu. Chính vì thế mà chính phủ Anh mới có cái truy cập vàng, và chính phủ Mỹ nhà cầm quyền Obama mới có truy cập xanh, cho nên các nhà xuất bản là kiếm nhiều tiền nhất. Còn bây giờ sang cái giáo dục mở, chúng ta phải làm thế nào đem quyền lợi lại cho người học nhiều hơn, thì cái này là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm rõ cơ sở của nó. Ở đây tôi sẽ đi vào hai vấn đề. Trước hết tôi xin nói thêm là bài viết của chúng tôi là có hai người, tôi là ở ban phân tích chính sách và chị tiến sĩ Lê Quang Hoa là vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề ban tuyên giáo trung ương. Chúng tôi đang làm cái đề tài nghiên cứu cho ban tuyên giáo trung ương về giáo dục mở để mà trên cơ sở đó khuyến nghị những vấn đề cần thiết nhất cho trung ương đảng để xây dựng giáo dục mở trong thời gian tới. Thứ nhất là chúng tôi có bốn vấn đề, một là vấn đề rất là nhanh, thứ hai là cơ sở lý luận thực tiễn cho giáo dục mở, viết tắt là JDM ở Việt Nam, và cái thứ ba là thực chất giáo dục mở là gì. Chúng ta nói quá nhiều nhưng mà hiểu bản chất nó là gì và có quan hệ thế nào với các biến thể của nó, ví dụ tài nguyên giáo dục mở, xuất bản mở, truy cập mở, thực tiễn mở, đó chẳng qua chỉ là biến thể của giáo dục mở. Cái thứ tư nữa là chúng tôi sẽ đưa ra một vài cái sơ bộ kết luận. Trong cái bản phát biểu này tôi sẽ cố gắng là có làm thêm một hai slide để cập nhật tình hình mới nhất là ngày 27 tháng 9 Bộ Chính trị vừa phê duyệt cái gọi là nghị quyết cách mạng công nghiệp 4.0, gọi tắt là nghị quyết cách mạng 4.0, tôi gắn nó vào với lại cái tình hình của giáo dục mở, bởi vì là trong nghị quyết đó không có một chữ nào nói về giáo dục mở, chỉ có nói là học tập mở. Vì sao? Thứ hai nhất là về đặt vấn đề tuyên bố giáo dục mở năm 2007 tại Castor Town ở Nam Phi đã khẳng định chúng ta đang ở trên đỉnh cách mạng, đỉnh cao cách mạng toàn cầu về dạy học. Còn giáo dục mở được xây dựng trên sự hội tụ lồng ghép và phát triển của nguồn mở, của truy cập mở, của khoa học mở, mã nguồn mở, vân vân. Các thành viên các chị đã nói từ sáng. Cái thứ ba nữa, tập hợp các thay đổi chính trị, kinh tế ở phạm vi rộng lớn hơn, tạo ra một sản xuất xã hội, đó là khía cạnh của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Và đấy là trên thế giới. Còn ở Việt Nam, nghị quyết 29 đã chứng minh tầm nhìn đúng đắn về nhu cầu cấp bách đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo để hội nhập quốc tế từ năm 2013. Nhưng mà đến tháng 5 năm 2019, Hội đồng Liên Hợp Quốc ở Việt Nam thì từ năm 2018 mà hội nghị của chúng của hiệp hội là tháng 6 năm 2018 đã khẳng định, các nhà nghiên cứu đã khẳng định là tư tưởng Hồ Chí Minh năm 45 về bình đẳng giáo dục tự do bác ái là cơ sở lý luận sâu sắc nhất cho giáo dục mở. Đấy là đối với Việt Nam, còn thế giới người ta sẽ có rất nhiều cái lý luận khác. Nền giáo dục khép kín đã bộc lộ nhược điểm trì trệ, thiếu dân chủ, không phát huy khả năng học tập của từng cá nhân. Cái điều này thể hiện rất rõ ngay cả trong xã hội Mỹ. Trong 70 năm qua, nền giáo dục phổ thông, giáo dục đại học đã khép kín đến mức độ không thỏa mãn nhu cầu học tập
cá nhân, chưa nói đến điều kiện ở Việt Nam. Cái thứ ba là giáo dục mở đã tạo cầu nối khắc phục sự bất công bằng giáo dục, tạo môi trường học suốt đời cho mọi người mọi nơi mọi lúc nhằm tiến tới một xã hội học tập. Tất cả những cuộc cải cách giáo dục hiện nay ở tất cả các bậc học từ tiểu học cho đến đại học ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, khu vực châu Âu, khu vực châu Phi đều hướng tới giáo dục suốt đời, đều hướng tới những các phương tiện kỹ thuật để cho giáo dục mở. Và phải nói rằng định hướng đúng đắn của nghị quyết Trung ương 29 về chỉ đạo đổi mới giáo dục đào tạo thể hiện sự hội nhập trào lưu giáo dục mở toàn cầu đầu thế kỷ 21 ở Việt Nam. Nhưng có một điều xin lưu ý các đồng chí là năm 2015 UNESCO đã thay đổi cái thuật ngữ giáo dục cho mọi người thành giáo dục học suốt đời cho mọi người, và tất cả các tài liệu đều trích dẫn là kỷ nguyên sau 2015. Nếu các anh chị nghiên cứu thì chú ý từ sau 2015 người ta sẽ chuyển sang là học suốt đời cho mọi người. Đây chính là mốc để mở ra cái gọi là kỷ nguyên mới cho giáo dục mở. Các hình thức giáo dục mở được mô tả như một hỗn hợp các tuyên bố về mặt kinh tế, đó là giáo dục là hàng hóa, về mặt đạo đức giáo dục là lợi ích công, và về mặt xã hội giáo dục là một doanh nghiệp chia sẻ. Hiện nay các đồng chí một số doanh nghiệp đến đây chúng ta cùng chia sẻ với nhau, nhưng vấn đề làm thế nào để làm việc với các trường đại học để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, đó là điều đáng để suy nghĩ nhiều hơn. Và ở góc độ xã hội thì giáo dục như một doanh nghiệp chia sẻ. Về tôi xin phân tích rất nhanh về mấy cái khía cạnh sau đây. Một, giáo dục mở xét dưới góc độ kinh tế học, biến hiện nay cái xu thế là giáo dục mở đã biến các trường đại học thành trung tâm đổi mới. Các trường đại học ở Việt Nam đã là trung tâm đổi mới chưa, hay là chúng ta đang đổi cái mới thành cái cũ? Đó là vấn đề đáng phải suy nghĩ. Thứ hai, ý tưởng đổi mới học tập mở trong hệ thống đồng đẳng. Đồng đẳng đây là peer to peer, peer to peer tức là đồng nghiệp với đồng nghiệp. Chúng ta phải đổi mới giáo dục mở là tạo điều kiện cho đồng nghiệp với đồng nghiệp giao lưu với nhau, chứ không phải là chỉ là tạo điều kiện cho mọi người vào trường truy cập thư viện. Cái thứ ba là các học tập mở và đổi mới mở đã tạo điều kiện buộc các nhà giáo dục của nhà quản trị mạng P2P, P2P xem quy lại quy trình giáo dục qua lăng kính của nền kinh tế sáng tạo. Và tính mở và P2P tức là gì, là đồng nghiệp với đồng nghiệp giao lưu với nhau đang trở thành những ý tưởng thiết yếu nhất trong lĩnh vực phát triển chính sách giáo dục đại học. Tất cả những điều mà các anh các chị đã nói về vấn đề tính khoa công nghệ của các hiệp hội về tin học hoặc là về khoa thư viện, tất cả những đó chỉ là những điều kiện cần nhưng chưa đủ để cho có thể có được giáo dục mở trong phát triển các trường đại học của chúng ta hiện nay. Giáo dục mở là một mô hình rất mới. Phần lớn tất cả các giáo viên của chúng ta ở các trường đại học chưa được chuẩn bị về những khác biệt cơ bản để dạy trực tuyến, nhưng mà rất say mê thích dạy trực tuyến. Vừa rồi chúng tôi đã biết có rất nhiều trường là thi nhau, và cái này là rất tốt. Kỹ sư Lê Trung Nghĩa của hiệp hội đã coi như là có nhiều lớp học ngắn hạn để giới thiệu về các cái gọi là truy cập tài nguyên mở. Nhưng có phải chúng ta có truy cập tài nguyên mở đó là chúng ta có giáo dục mở chưa? Đó là vấn đề đáng phải suy nghĩ. Cái thứ ba, giáo dục xã hội, các trường đại học cần phải hiểu rõ sở thích của sinh viên trong việc học trực tuyến và đảm bảo cho sinh viên có được ưu tiên lập kế hoạch chương trình học trực tuyến. Chúng ta không chú ý đến nhu cầu của sinh viên, chúng ta không thể tổ chức được giáo dục mở, chúng ta không thể tổ chức được học trực tuyến. Cái thứ ba, xã hội học suốt đời đòi hỏi người học phải là trung tâm và thích nghi với tất cả các nhu cầu học tập đa dạng, chứ không phải là người dạy. Trường đại học là động lực chính cho kinh tế tri thức, và giáo dục đại học phải phát triển các quan hệ đối tác liên doanh mới với doanh nghiệp. Và kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng đã tạo ra một sự kết nối ba nhà, nhất là chúng ta chuyển sang nền kinh tế tự do, nền kinh tế thị trường. Thì cái kết nối ba nhà là nhà trường, nhà doanh nghiệp và nhà nước. Nhà nước ở đây không phải là trung ương, nhà nước đây là nhà nước ở các cấp địa phương. Thì cái kết nối ba nhà này, cái toàn cầu hóa làm tăng tốc độ di chuyển hàng hóa và dịch vụ qua biên giới, đặt ra những thách thức và cơ hội cho nhiều phân khúc của nền kinh tế. Thưa các anh các chị, giáo dục mở đấy là xét về mặt kinh tế. Bây giờ chúng ta xét về mặt công nghệ. Từ sáng giờ các anh các chị nói nhiều, tôi chỉ nói rất vắn tắt. Giáo dục đại học truyền thống đã có 800 năm, 8 thế kỷ qua. Và trên thực tế thì đến đầu thế kỷ 21 này, cuộc cách mạng khoa học, cuộc cách mạng học tập, Revolution of Learning mới đang nổi lên mạnh nhất, và buộc chúng ta phải cạnh tranh trong kỹ thuật số toàn cầu trong tốc đời học. Nhưng liệu có phải tất cả các đại học của các nước tiên tiến như là Anh và Mỹ đều đang triển khai các cái khóa học giáo dục đại chúng mở, tức là ta gọi là MOOC,
hay không? Mà hiện nay các đại học đại học của chúng ta đang thi nhau làm các cái khóa học móc, áp dụng các cái khóa học đại chúng online trực tuyến từ ở nước ngoài vào, mà trong khi đó thực sự người học hiện nay không có tiếng Anh, còn làm bằng tiếng Việt thì chưa làm được. Trên toàn cầu, ở đây tôi xin thưa các anh chị là theo khảo sát của các chuyên gia người Anh, năm 2003 chỉ có 6,7 triệu sinh viên Mỹ tham gia ít nhất một khóa online trong một học kỳ năm 2011, tăng 570.000 sinh viên năm 2000 so với năm trước đó. Trên toàn cầu mới chỉ có 32% sinh viên có ít nhất một khóa học online, còn chỉ có 2,6 cơ sở giáo dục đại học được khảo sát đã sử dụng móc, và 94,4% số trường báo cáo là đang lên kế hoạch sử móc trong thời gian tới. Như vậy gần 90% trường còn đang làm ý, đã dạy móc đó. Mà chúng ta sắp tới là muốn, ví dụ như Việt Nam chúng ta có trường gọi là Jazz School, là muốn là mở ra, mà coi như mở dạy tất cả mọi cái. Đó là những ý tưởng rất tốt, nhưng nhiều khi hơi vội vã và không hiểu được cái cơ sở điều kiện cho phép, và thất bại nhiều hơn là thành công. Như vậy e-learning, thưa các chị, mở chính ra là e-learning, học tập mở, học tập học e-learning là hình thức học phù hợp, giáo dục mở và giáo dục xa, nhưng cần phải có một phương thức học pha trộn dạy truyền thống với trực tuyến. Vấn đề là chúng ta cần phải đi sâu tìm hiểu các rào cản trong ứng dụng công nghệ e-learning, e-teaching cho giáo dục mở bậc đại học. Cái điều này chúng tôi đang có dịch một cuốn sách về vấn đề e-learning, e-teaching in higher education, dạy và học ở trong các bậc giáo dục đại học của các nước tiên tiến nhất trên thế giới. Người ta cũng không say sưa đi vào các khóa móc, mà người ta đang làm vấn đề khác, mà nó thích hợp hơn với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo dục mở xét về khía cạnh, như chúng ta đã biết, tính mở là gì? Tính mở trong giáo dục đại học nó mang tính đa diện, rất đa diện, và nó được giải quyết ở nhiều góc độ khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ nói tính mở trong giáo dục thôi, tập trung vào sản xuất và tiếp cận tri thức. Tính mở trong xuất bản học thuật là khái niệm đóng khung qua lăng kính mô hình kinh doanh xuất bản với truy cập xanh và vàng. Cái khái niệm truy cập xanh và vàng, xanh là của Mỹ thông qua nhà trắng Obama, còn vàng là của chính phủ Anh, mà người ta cấp phí cho mỗi một bài tài liệu được qua xem xét đồng đẳng $2,000. Còn người ta viết một bài báo được bao nhiêu, giỏi lắm được 100,000-200,000, và đưa lên coi như là những phí. Nhiều hội nghị khoa học coi như là kêu gọi mọi người viết bài, nhưng mà thực ra để tất nhiên không phải hội nghị khoa học của hiệp hội và những hội như thế này, nhưng mà thu phí từ 700 đến 1 triệu để giải quyết được gì? Đó chẳng qua là sự buôn bán tri thức. Như vậy về các mặt khía cạnh của tính mở, gồm có tính mở trong ý nghĩa công nghệ, tính mở như một hợp đồng xã hội, tính mở như một dân chủ có sự tham gia, tính mở như một sự thay thế cho thị trường tân tự do, và tính mở như một sự tự do ngôn luận, tính mở với những ý tưởng kinh nghiệm mới, và tính mở loại bỏ các giới hạn của địa lý và thời gian. Ở đây giáo dục mở chúng ta cần phải có một cái sự tiếp cận phê phán khái niệm giáo dục mở, chúng ta mới hiểu được thế nào là giáo dục khép. Tính mở là thuật ngữ mang tính chính trị, chịu trách nhiệm cao, là phong trào hoạt động trong nhiều lĩnh vực nằm ngoài phạm vi giáo dục, ví dụ như là kiến thức mở, chính phủ mở, truy cập mở, dữ liệu mở, nguồn mở, văn hóa mở. Rất nhiều vấn đề chúng ta muốn mở nhưng cũng chưa mở được. Và điều quan trọng là chúng ta thiếu một định nghĩa mạch lạc về mở, open. Mở là gì? Và mở quá, cái động từ mở quá thường xuyên chiếm giữ sự dễ dàng giả định tôn ti trật tự giáo dục được đặt theo chiều ngang để giải quyết các rào cản kinh tế và địa lý tầm thường theo chiều ngang. Chứ chúng ta chưa nhìn thấy phần của nó tính mở theo chiều rộng, tính mở trong vấn đề cái gọi là chính sách của chính phủ ở từng quốc gia và chính phủ của khu vực. Tính mở cho rằng cấu trúc nhà trường hạn chế tài chính và khoảng cách là vấn đề duy nhất ngăn cản sự tiếp thu bản năng và nỗ lực học từ định hướng. Nói chính xác, nếu chúng ta thiếu phê phán về tính mở, chúng ta sẽ không phân tích được đầy đủ tính khép kín của giáo dục. Và một khái niệm nữa là chủ nghĩa xã hội tri thức và trường đại học, đó là quang môn và cái cấp phép và cơ hội trí tuệ cho tính mở trong thế kỷ 21 là gì. Ở đây chúng tôi xin lưu ý các quý vị hay nhà khoa học là Peter và Bright năm 2008 đã dùng cái khái niệm tính mở để phân tích không gian học tập và giáo dục, và tập trung vào các khái niệm đại học mở 1.0 ở UK vào thập kỷ 60. UK là nước đầu tiên có đại học mở, nhưng mới là đại học mở 1.0. Và sau đó chúng ta
dựa trên mô hình nguồn mở, truy cập mở, lưu trữ mở, tạp chí mở, giáo dục mở của những thập kỷ 80, thế kỷ trước, chúng ta mới có mô hình gọi là đại học mở 2.0. Sau mấy thập kỷ chúng ta mới đi từ 1.0 tới 2.0. Còn đại học mở của Việt Nam, hai đại học mở của Việt Nam là mấy chấm không? Cái này có lẽ chính các chị sẽ phải suy nghĩ và tìm hiểu. Nhưng không phải rằng là chỉ có đại học mở mới làm được giáo dục mở. Tôi đã dự một cái hội nghị của Chủ tịch Hội Khuyến học về vấn đề phải xây dựng tài nguyên giáo dục mở cho giáo dục người lớn ở tại Đại học Hà Nội. Tôi thấy rằng toàn nói về vấn đề làm thế nào xây dựng các cái tài nguyên giáo dục mở bằng tiếng Anh từ nước ngoài vào. Nhưng mà ai có thể dùng được? Đến sinh viên của chúng ta cũng còn chưa dùng được. Trong cái bản vừa rồi của trường MIT, từ năm 16 đến năm 17 thì đã phát triển tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng đến năm 2019 tự nhiên cái mảng tiếng Việt nó tụt hẳn xuống. Điều đó đáng phải suy nghĩ. Tôi không dám hỏi nhiều, tôi xin phép. À, như vậy là chúng ta có đại học 1 mở 1.0 ở Anh. Sau đó chúng ta sang đến dựa trên OS 2.0, chúng ta có đại học mở 2.0. Đó là sáng kiến truy cập mở của MIT, những khóa học nguồn mở của MIT và Harvard, nhưng họ độc quyền thông bộ, độc quyền công bố các bài viết của giáo viên. Nhưng hiện nay, thưa các chị, trên thế giới hiện nay, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đang mong đợi khả năng kết hợp lợi ích của hai hình thức 1.0 và 2.0 để đưa ra một cái gọi là đại học mở 3.0. Ở trên thế giới chắc phải năm 40-45 mới có, còn ở Việt Nam chắc là cuối thế kỷ 21. Như vậy là đại học mở 3.0 và xem xét khả năng của nó cho các trường đại học trong tương lai. Lập luận cơ bản là tập trung vào cách thức và hình thức mở công nghệ mới, phương tiện truyền thông xã hội mới, mạng xã hội, blog, wiki và nội dung phương tiện người dùng tạo ra, cung cấp mô hình mở cho khái niệm con môn trí tuệ dựa trên sản xuất độc lập. Tức là chúng ta phải làm thế nào có giáo dục mở để tạo cho các nhà chuyên môn, cho học sinh, sinh viên, các nhà trí thức, người ta có thể trao đổi với nhau peer to peer, chứ không phải là truy cập ở thư viện ra, hoặc không phải là sản xuất. Hiểu theo nghĩa đó vẫn là hẹp. Như vậy, ở đây đại học mở 3.0 là hình thức chia sẻ kiến thức hoàn toàn phi tập trung, tương tác thực sự có thể đóng vai trò nền tảng cho báo loại trí thức. Và tính mở 1.0 thì dựa trên nguyên tắc dân chủ xã hội. Lúc đó chúng ta chưa có dân chủ xã hội, những năm gần 60. Nhấn mạnh đến tính toàn diện và bình đẳng là sản phẩm của chủ nghĩa phúc lợi, welfareism. Khi mà giáo dục đại học được coi là lợi ích công cộng không đủ chuẩn. Còn cơ chế tính mở 1.0 này, theo truyền thông đại chúng, công nghiệp đó là theo một nhiều, một nơi phát ra và nhiều nơi hưởng. Nhưng sang đến tính mở 2.0 là kinh tế, chính trị tự do và sở hữu trí tuệ và thông tin, nó là nhiều nơi phát, nhiều nơi nhận. Và nó sử dụng kiến thức và công nghệ P2P là một phần của hệ tư tưởng web 2.0, được nhấn mạnh và đạo đức tham gia, cộng tác, chia sẻ đẹp đặc trưng. Tôi nghĩ rằng hiện nay ở Việt Nam chúng ta, các trường đại học cùng với đại học mở phải tập trung nhiều hơn về công nghệ web 2.0 để giải quyết bài toán này. Làm thế nào đem lại lợi ích cho người học. Như vậy, sự phát triển tính mở liên quan đến trường đại học phải chuyển từ mô hình dân chủ xã hội của đại học mở 1.0 sang phiên bản mở mới 3.0 dựa trên chủ nghĩa xã hội trí thức. Chỉ có thông qua như vậy thì đại học mở 3.0 mới có thể đạt được tiềm năng của nó như một địa điểm của sự hòa nhập thực sự và sáng tạo kinh tế và xã hội. Tôi xin được trước khi đi luận xin nói một ý này. Cái khái niệm giáo dục mở không phải chỉ là vấn đề chúng ta mở cái đại học ra, mà giáo dục mở chúng ta mở cấu trúc ra. Hiện nay ở Việt Nam đang hết sức khép kín. Ví dụ như là giáo dục phổ thông chỉ khép kín trong vấn đề các nhà sư phạm, hay giáo dục nghề nghiệp khép kín trong bên Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hay giáo dục đại học chỉ ở trong cái khu vực của đại học. Mà trong khi đó trên thế giới người ta đang xem ra rất nhiều, người ta mở ra để giải quyết vấn đề này. Vậy tài nguyên giáo dục mở chủ yếu là phục vụ e-learning và e-teaching, nhưng đầu thế kỷ 21 các nhà khoa học đã phát hiện ra những lỗ hổng sau đây. Một, sự thay đổi trong kiểm soát học mở, dạy mở và dạy kèm mở, tức là gì? E-learning, e-teaching và e-tutoring, tức là gì? Là gia sư mở. Cái này là chưa có, chưa ai bàn nữa cả. Cái thứ ba nữa, nhận thức của người học trong cộng đồng học trực tuyến là gì? Chúng ta chưa tìm hiểu. Học sinh chúng ta học như sao? Cái thứ tư nữa là tư duy phê phán về dạy và giải quyết đồng bộ. Cái thứ năm nữa, kinh nghiệm người dạy trực tuyến với tư cách là người đã trải nghiệm học online. Trên tất cả các trường đại học mà tôi đã đang nghiên cứu ở bên Canada, ở Ireland, ở Đông Âu và Bắc Âu, trong tất cả những lĩnh vực không phải là khoa học công nghệ, mà trong lĩnh vực ví dụ như khoa học xã hội nhân văn, ví dụ như chăm sóc sức khỏe, ví dụ như đào tạo sư phạm, người ta dùng các cái e-learning, e-teaching và e-tutoring để giải quyết bài toán đổi mới chất lượng dạy đại học rất nhiều. Và như vậy, việc đòi hỏi đầu tiên muốn làm giáo viên của người đi dạy học trực tuyến, bản thân anh phải học trực tuyến đó,
anh chưa học trực tuyến thì anh dạy trực tuyến cho ai? Cái thứ ba, thách thức cho xây dựng giáo dục mở ở đại học ngày nay là gì? Vấn đề không phải chúng ta giả ứng dụng giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở bằng tiếng Anh ở nước ngoài, ở phương Tây vào Việt Nam, trong khi đó trình độ tiếng Anh của hầu hết thanh niên chúng ta rất hạn chế. Ngay nước Thái Lan thì ta phải tập trung về vấn đề giáo dục mở bằng tiếng để tăng cường tiếng Anh. Và một trong ưu tiên là xây dựng tài nguyên giáo dục mở bằng tiếng Việt với điều kiện công nghệ sẵn có ở trong nước. Kinh nghiệm các nước Đông Âu là rất đáng để cho Việt Nam học tập. Trong 24 nước của khối Âu Á thì riêng có một cái nước là Ba Lan và Slovakia có một kinh nghiệm rất đáng quý mà tôi xin kiến nghị ở đây để cho hội nghị chúng ta có thể kiến nghị lên chính phủ. Chứ không phải là chúng ta cứ dồn tiền làm những cái trí thức Việt với một số thứ khác mà trên tư duy tôi thấy vẫn chưa có thể như các đồng chí nói và chưa thấy thỏa mãn. Như vậy ví dụ Slovakia người ta xây dựng chính sách giáo dục mở dựa trên 3 trụ cột. Ở đây cho xin lưu ý Slovakia là một nước duy nhất trong khối 24 nước Âu Á là người ta giải quyết một cái đồng bộ các giáo dục từ phổ thông trung học cơ sở của trung học của nghề phổ thông trung học đến đại học bậc 3 và giáo dục đại học rất chuẩn. Thế thì người ta đã xây dựng chính sách giáo dục mở dựa trên 3 trụ cột. Một là cung cấp nội dung số hóa cho đại học, khả năng số hóa nội dung giáo dục phụ thuộc vào khả năng xuất bản sách giáo khoa, tạp chí điện tử. Chính phủ phải đổ tiền vào đây. Mà chính phủ đổ tiền vào đây thì lúc đó mới có thể được, chứ không thể kêu gọi các nhà, các doanh nghiệp và mọi người làm. Cái thứ hai là trong quá trình số hóa nội dung giáo dục, chính phủ cần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, internet tốc độ cao, truyền băng thông rộng ở Việt Nam theo như cái quyết định và cái đề án cách mạng công nghiệp 4.0 Bộ Chính trị mới phê duyệt ngày 27 tháng 9 vừa rồi. Là đến năm 2005 thì cả nước sẽ có truyền băng thông rộng tất cả các xã. Đấy mới là dự kiến mà không biết có làm được không. Cái thứ hai, cả thứ ba nữa là phải chú ý động cơ thích học điện tử nhằm thúc đẩy gia tăng kỹ năng kỹ thuật số của giáo viên. Chú ý đào tạo bồi dưỡng sự nghiệp vụ sư phạm mở và ICT, công nghệ thông tin và truyền thông cho giáo viên và giáo sinh trong các trường sư phạm. Đây mới chính là chỗ cần phải đột phá và cái cần đột phá và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói một cách chung chung. Trong vấn đề đổi mới đào tạo giáo viên mà không biết đột phá vào cái gì. Xin thưa các anh chị, đột phá chỗ này. Tôi nghĩ rằng tất cả các hiệp hội chúng ta, các hiệp hội về công nghệ, các hiệp hội về thư viện, các hiệp hội về chính sách giáo dục của chúng ta tập trung đột phá vào trước hết là đổi mới đào tạo sư phạm. Chứ không phải là để dành riêng cho mấy nhà sư phạm hàng mấy thập kỷ qua vẫn cứ khép kín, vẫn cứ loay hoay để cho chúng ta đào học. Cái khuyến nghị cuối cùng, giáo dục khái niệm mở rất đa dạng và đa diện, cần phải xác định nội hàm giáo dục mở phù hợp với điều kiện phát triển giáo dục đại học hiện nay. Trung ương Đảng vừa ban hành quyết định nghị quyết về cách mạng 4.0 không nhắc tới giáo dục mở nhưng lại chỉ có khái niệm học tập mở. Do vậy khi nói đến giáo dục mở chúng ta cần phải hiểu bối cảnh chính sách rộng hơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.